Hai, chương 6. Hiện tôi đang ngồi ở Crown Hall, viết cho Nguyên Hưng. Đại học Princeton hiện giờ vắng vẻ lắm, ngoài trừ 5-7 người, tất cả đều đã về nhà ăn Tết và lễ Giáng sinh. Ngoài trời tuyết đang rơi, và Crown Hall, ngôi nhà cũ kỹ và thân yêu này của tôi, đang chìm trong yên lặng tuyệt đối của một buổi chiều cuối năm. Tôi về đây ngày hôm kia, tức là hôm 21 tháng Chạp. Suốt một mùa thu và gần hết nửa mùa đông, tôi không viết tiếp được cho Nguyên Hưng. Thật ra thì tôi cũng không bận rộn gì lắm để đến nỗi không có thì giờ viết cho em. Nhưng tôi không thể viết cho Nguyên Hưng chỉ một vài câu thăm hỏi. Ngồi viết cho Nguyên Hưng, tôi cần phải có một ít không gian và một ít thời gian, như người sắp sửa đi chơi giả cầu vậy. Tôi không muốn những công việc vụn vặt tới làm gián đoạn câu chuyện của chúng ta. Tôi có trước mặt đến 3 tuần lễ và cả Princeton rộng lớn sáng sủa. Có lẽ đó là món quà Giáng sinh quý nhất mà cái xứ này có thể tặng tôi. Nói cho đáng thì trong những ngày vừa qua, tôi cũng có bận bịu thật. Ý nghĩ được rời bỏ tất cả những bận rộn của mình trong 3 tuần lễ để về Princeton làm tôi sung sướng quá. Buổi sáng ngày 21, sửa soạn hành trang xong, tôi đến thăm một vài người bạn, trong đó có giáo sư Brett, giáo sư Sebrun, rồi ghé về anh Bính và chị Bạch Lan để ẩm cháo tâm tuyền lát. Lâu nay bận rộn, tôi đã không có thì giờ để làm việc ấy. Rồi tôi đến văn phòng của tôi trong phân khoa để xem có thư từ gì không. Ghé trụ sở thì thấy cô Miriam, thư ký, đang sửa soạn bữa tiệc trà cuối năm cho ban giảng huấn. Miriam nói: "Ông khoa trưởng dặn mời thầy chiều nay đến." Tôi nói: "Chiều nay tôi đi Princeton rồi." Cô nói: "Tiếc quá, thế thì bây giờ mời thầy ăn trước một miếng bánh vậy." Rồi cô cắt bánh cho tôi, bánh và rượu đỏ để dành cho bữa tiệc trà buổi chiều. Tôi vừa đi lại trong phòng, vừa ăn bánh, vừa xích xoa vì lạnh. Thực ra trong phòng khá ấm, nhưng vì ở ngoài mới vào cho nên tôi còn run. Miriam nói: "Thôi thầy uống tí rượu cho ấm nhé." Tôi nói: "Tôi chẳng sợ gì rượu, nhưng uống vào vài giọt thì đỏ mặt, và cô sẽ không dịch ra được tôi đâu." Tôi gọi điện thoại nhờ một người bạn đem xe tới đưa tôi ra bến xe buýt. Bến xe đông thật là đông, thiên hạ như kiến. Lấy vé xong, tôi phải đứng nối đuôi gần nửa giờ đồng hồ mới lên được xe. Bên trong xe, nhờ có máy phóng nhiệt nên ấm lắm. Thôi, giả từ thành phố rộn rịp. Đây là lần thứ hai tôi ngồi trên một chiếc xe buýt về Princeton. Tôi phải đi gần 2 giờ trên xa lộ New Jersey. Sông, hồ, suối, tất cả đều đông đặc, khói sương che lấp những vùng xa. Khi về tới New Brunswick thì tuyết bắt đầu rơi. Mọi người trên xe ai cũng yên lặng, ai cũng nghĩ đến bếp lửa gia đình đêm Giáng sinh, ai cũng nghĩ đến đoàn tụ. Người nào cũng mang theo những gói quà sinh thắt dải đỏ, những gói quà Giáng sinh cho con, cháu, anh, em, cha mẹ, bà con. Ngoài xe, tuyết rơi thật nhẹ nhàng, thật êm đềm, không có một tiếng động. Chỉ có tiếng động cơ của xe đều đều, nho nhỏ, trên xa lộ êm đềm. Tôi cũng bị ảnh hưởng cái nao nao của những ngày cuối năm ở đây. Nghĩ đến những thúng gạo nếp trắng tinh và đầy ngọn quê nhà, những câu đối với hào điều mới dán trước cửa, những trái dưa hấu tròn và đẹp, những cành đào, những cành mai góc chợ buổi chiều, những anh xích lô vui vẻ vì luôn luôn có khách, và những người lính ở biên giới, ở núi rừng, đêm khuya nghe tiếng súng nhớ nhà. Xe đổ ở Princeton. Tôi bước xuống, hai tay xách hai cái sắt, đi trong mưa tuyết để về Crown Hall, nơi mà tôi đã ở trọn suốt một năm ngoái. Cambridge buồn và thật đẹp. Tuyết rơi phơi phới, tuyết rơi trên đầu, trên cổ, trên áo tôi. Mặc đủ thứ áo, đội mũ, quàng khăn, mang găng, thế mà tôi vẫn thấy rét. Cambridge vắng tanh. Tôi đến Crown Hall chẳng thấy ai, ngoại trừ Jack.
tôi đi tìm Safir, người bạn Ấn Độ dễ thương của tôi, để lấy chìa khóa phòng 115. Và tôi sung sướng cởi áo, soạn những đồ vật tôi mang theo trong hai cái sắt và bày biện trong phòng. Tôi mở hết máy phóng nhiệt, làm giường và ra đứng trước cửa sổ ngắm tuyết rơi trên campus. Được về Riseton, tôi sung sướng quá và cảm thấy tâm hồn thật yên dịu. Chiều hôm qua tôi đi chợ với Safir trong chiếc Volkswagen nhỏ xíu và cũ kỹ của anh. Phòng ăn của trường đại học đóng cửa, cả chiếc quán bán hàng cũng vậy, vì những người ở lại trường phải ra ăn ngoài phố. Tuy vậy, cái quán bán hàng gần sát Campus Center vẫn sẵn sàng để cho những người ở lại nấu ăn. Tôi và Safir mua gạo, bắp cải, sữa và nhiều thức ăn khác. Buổi chiều chúng tôi nấu cơm và ngồi ăn trong quán. Trời rét ghê lắm Quyên Hương à. Hồi sáng không có tuyết rơi, nhưng tôi cũng không dám đi ra dạo chơi ngoài campus. Bài phát thanh WBRT dặn: sáng nay lạnh 18 dưới 0 độ. Nếu không có việc gì cần thiết lắm thì không nên đi ra ngoài. Cho nên từ sáng đến giờ tôi cứ ở mãi trong phòng. Buổi trưa Safir đem đến cho tôi một ít thức ăn khô với một bình sữa. Chiều nay có tuyết, chắc chắn bớt lạnh. Thế nào tôi và Safir cũng tới Campus Center để nấu một vài món ăn nóng cho ấm bụng. Campus Center cũng gần đây thôi, Nguyên Hưng. Xa rao hơn chừng 30-40 thước. Mùa đông sẽ còn kéo dài mãi đến cuối tháng 3. Tuyết rơi thì đẹp thật, nhưng 3-4 ngày sau lại trông rất xấu xí, bởi vì tuyết đã đóng cứng lại và trộn lẫn với đất và bùn rồi. Nhưng một miền sơ sát đầy rác rến và dũng bùn như các xóm nghèo ở xứ ta, mà sau một đêm tuyết rơi cũng sẽ trở thành diễm lệ không cùng cho xem, Nguyên Hưng à. Nhưng mà thôi, quê hương ta tuy không có tuyết nhưng cũng có những cảnh đẹp mà các xứ như xứ này không có được. Những thôn quê có từng hàng dừa in bóng trên các dòng sông, những thành phố sáng chói qua phường dị. Mùa đông ở đây có khi dài quá, thành tử ai cũng trông ngóng cho nó qua đi, để cho mùa xuân trở về. Sau những đêm tuyết rơi nhiều quá, buổi sáng xe cộ không thể lưu thông được, xe xúc tuyết phải được huy động gấp để dọn đường. Trời rét quá khiến tuyết không tan và phải đóng thành băng. Những tai nạn gãy tay, gãy chân vì trượt ngã trên những nẻo đường trơn vì băng không phải là hiếm. Đi trên những con đường như thế còn khó chịu và nguy hiểm gấp mấy lần đi ở các con đường đầy vũng nước hoặc lầy lội nữa. Nguyên Hưng, những bữa nhiều tuyết, tôi phải mang thêm một đôi ủng cao su ra ngoài đôi giày thường nhật nữa. Bởi vì nếu chân mà bị ướt sũng thì thế nào khi về nhà cũng bị cảm mạo. Ở bên này mà ốm thì thật là khổ, không có lấy một người thân săn sóc. Vậy cho nên tôi phải giữ gìn cẩn thận lắm, Nguyên Hưng. Ngoài màu tuyết tươi sáng, mùa đông chỉ còn mang có một màu xám buồn tẻ. Những thảm cỏ xanh không còn nữa, cây cối trơ những cành gầy không lá ra mà chịu đựng. Sức sống của đất trời như bị bóp chẹt lại, Nguyên Hưng. Cái hồi cuối thu khi lá đã rụng hết rồi, mà trời quả chưa có gì là lạnh ấy. Một hôm ngồi nhìn ra những hàng cây trụi lá, bỗng nhiên tôi thấy cảm thương với ngập tâm hồn. Tôi thấy như là cây cối cũng ngang hàng với những sinh vật có linh hồn, có hiểu biết, có lo lắng, có chuẩn bị. Lá rụng dần cho đến khi cành hoàn toàn trơ trụi. Mới ngày nào đây, tàn lá xanh của chúng làm tươi cả một vùng và che lấp những dãy nhà phía sau chúng. Bây giờ chúng đứng trơ trụi và khổ hạnh, sẵn sàng chờ đợi và chịu đựng một mùa đông băng giá dài đặc sẽ đến. Những chiếc cành xương xẩu của chúng in rõ trên nền trời xám, nền trời mà trong suốt mùa hạ đã hoàn toàn bị che lấp sau tàn lá xanh. Một mùa đông băng giá sẽ tới và không thể dung tha những gì non nớt bé bỏng và phù qua. Phải vượt qua những giai đoạn non nớt bé bỏng phù qua đi để mà chịu đựng. Phải già dặn, phải cô độc, phải sẵn sàng nghiến răng mà chịu đựng.
nhìn những hàng cây trụi lá đứng đợi chờ một cách anh dũng và bền bỉ, mùa đông sẽ tới. Tôi cảm nhận được tất cả ý nghĩa của bài học về sự chuẩn bị chịu đựng. Nhớ tới hai câu thơ của Lý, tôi lại rùng mình. Đất nước chúng ta thế nào rồi cũng phải trải qua một cơn bão táp tàn khốc. Chế độ đã gây nên quá nhiều bất công và áp bức, đã sử dụng tiền bạc và bạo lực để thực hiện những tham vọng của mình. Bất mãn và căm thù càng lúc càng tăng. Và hiện những phần tử vì phẫn uất gia nhập hàng ngũ Mặt trận Giải phóng miền Nam để chống đối đã không phải là ít. Chất liệu bất công, tàn ác và thối nát đã nuôi dưỡng và làm cho lực lượng chống đối càng lúc càng mạnh. Nay thì chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp rồi. 9 năm trời, Nguyên Hương ơi, đã 9 năm trời rồi mà rốt cuộc chúng ta lại đi vào tình trạng này. Một cơ hội tốt đã mất. Sóng gió sẽ đến bất cứ vào lúc nào, chúng ta không thể vô tâm vô tư được. Phải bắt chước những hàng cây kia, rụng hết tất cả mọi lá phù qua đi, để mà sửa soạn chịu đựng bão táp, mưa gió, tuyết sương. Chúng ta không thể nào còn bé bỏng và non nớt được nữa. Chúng ta phải già dặn, phải khổ hạnh, phải vững chãi để mà vượt qua cơn thử thách sắp đến. Nguyên Hưng, trong những tuần lễ theo sau ngày mà tôi học được bài học của những hàng cây trụi lá ấy, ban đêm tôi thường có những ác mộng kỳ lạ. Để tôi kể cho Nguyên Hưng nghe vài giấc mộng trong số những giấc mộng kia. Những giấc mộng mà bây giờ nghĩ đến tôi còn rùng mình. Hai giấc mộng mà tôi còn nhớ thật rõ. Giấc mộng sau với giấc mộng trước gần như là cách nhau có một phút trong cùng một giấc ngủ. Tối đó tôi bị cảm, và vì đã uống thuốc rồi mà không bớt, nên tôi nhờ Steve cạo gió cho tôi bằng quýt, thứ dầu cù là địa phương. Thực ra Steve chỉ biết so thôi, nhưng tôi dạy cho chú ta dùng một cái thìa để cạo gió theo kiểu miền Nam, cho đến khi nào lưng tôi đỏ lên mới thôi. Vì có như thế tôi mới thấy ấm áp thật sự, và cảm giác ớn lạnh sau lưng mới tan biến đi. Steve cho đó là một điều kỳ quặc, bởi vì bên này không ai chữa bệnh mà phải làm cho da thịt bầm tím như thế bao giờ. Tuy vậy Steve vẫn chiều theo ý tôi. Ấm lưng rồi tôi mới uống thêm một viên coricidin nữa với nước nóng và đắp chăn lại. Cái dầu cù là và bình nước vẫn để đầu giường. Đêm đó trong giấc mộng thứ nhất, tôi thấy một người em thân thuộc của tôi đứng ở gần cửa ra vào của một căn phòng rất rộng rãi, xa tôi đến chừng 10 mấy thước. Người em đó là ai? Quả thật tôi không biết rõ. Tôi chỉ biết một cách rất mơ hồ rằng đó là người yêu mến nhất, còn thơ dại, còn yếu đuối và cần phải bảo vệ. Bây giờ nếu ngồi nghĩ kỹ lại để xét từ người quen thuộc thì tôi cũng không thể đồng nhất người trong giấc mộng ấy với ai cả. Với Hưng chăng, Châu chăng, Phường chăng, Tuệ chăng, Toàn chăng, có lẽ đều không phải, hoặc có lẽ là hình bóng tổng hợp của tất cả và nhiều nữa. Trong lúc ấy, một người khổng lồ từ ngoài cửa đi vào, một người dữ dằn cao lớn như một hung thần, như một con quái vật, với hai bàn tay khổng lồ. Kẻ đó sắp túm lấy em tôi, túm lấy để tiêu diệt. Khoảng cách giữa tôi và kẻ đó rộng quá, tôi không thể chạy tới để can thiệp kịp lúc được. Mà tại sao chân tôi như dính cứng vào đất như thế này? Trong giây phút nguy nan đó, bản năng tự vệ, tự vệ đây có nghĩa là bảo vệ cho em tôi, khiến tôi liền ngay vào kẻ hung dữ kia một vật mà tôi có sẵn trong tay, một vật nặng nặng mà tôi không biết là vật gì. Có lẽ lúc đó có cái gì trong tay thì tôi cũng liền, dù cho cái gì ấy chỉ là một vật thật nhỏ, thật nhẹ như cây bút, tờ giấy hay viên phấn. Tôi liền cái nặng nặng ấy vào kẻ kia với tất cả sức lực bình sinh của tôi. Nhưng hắn tài quá, hắn đưa tay ra bắt ngay được. Khi hắn bắt được vật ấy rồi, tôi mới biết được rằng đó là một chiếc cưa tay.
hình vòng cung, ta thường dùng để cưa những tấm dáng nhỏ. Nguy quá! Như thế là tôi giúp cho nó một khí giới để tàn hại em tôi. Trước sự đau đớn vô biên của tôi, kẻ kia cười sằng sặc và cưa em tôi ra làm hai mảnh như cưa một cây chuối non dài. Tôi đang đau thảm thiết thì bỗng thức dậy. Đầu óc tôi nặng trĩu, nhưng tôi lại thiếp đi ngay và mơ thấy giấc mơ thứ hai ngay sau đó. Tôi đang ở trong một căn phòng khá rộng, có bày biện bàn ghế hẳn hòi, chứ không phải là một căn phòng trống trải như trong giấc mơ trước nữa. Tôi thấy một con rùa nhỏ bé bằng đồng. Con rùa theo hình dáng như cặp rùa, mang trên lưng những chân đèn cắm nến thấy trên các bàn thờ quê nhà. Con rùa ấy tượng trưng cho gì thì tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ là rất thân thiết, rất thiêng liêng đối với tôi. Không hiểu do đâu mà tôi biết được rằng nó đang lâm nguy, đang bị ốm nặng và sẽ phải chết. Mà cái chết của nó có liên hệ mật thiết đến cả hiện hữu tôi. Lo cho con rùa, tôi mới đi lấy dầu cù là xoa vào lưng nó và đánh gió cho nó. Nguyên Hưng đừng cười. Tôi làm công việc ấy với tất cả thận trọng, sốt sắng, trang nghiêm và tin tưởng. Nhưng bỗng nhiên con rùa kêu khóc. Kêu khóc bằng cách nào tôi không biết. Tôi chỉ biết là bệnh tình nó trở nên trầm trọng do một sự vụng về nào đó của tôi. Tôi xem xét lại thì thấy có một đường nứt trên lưng con rùa. Tôi hốt hoảng nghĩ rằng có lẽ dầu cù là thấm vào đường nứt ấy đã gây tác động nguy hại cho lục phủ ngũ tạng của rùa và con rùa sắp chết. Tôi hoảng hốt thêm, định lấy một cây tăm khơi bớt chất dầu cù là ở trong kẽ nứt trên lưng rùa ra, nhưng chậm mất rồi. Có một thứ âm thanh kỳ bí nào nói thẳng tới tâm hồn tôi, cho tôi biết con rùa đang dễ chết. Lúc đó, trong trạng thái tuyệt vọng và hối hận vô song, tự nhiên tôi quỳ xuống trong tư thế cầu nguyện. Cầu nguyện ai tôi không biết. Tôi chỉ biết là chỉ trong dáng điệu ấy, tôi mới thấy thích hợp với tâm trạng tuyệt vọng đang ngự trị trong tôi. Nhưng con rùa đã hoàng hoài dậy chết. Nó uốn éo như một chiếc bong bóng cao su bị giằng ép không biết dở khi nào. Rồi bỗng nhiên nó dở tung và các tia nước từ nó bắn ra tứ tung. Một tia nước bắn thẳng về phía tôi. Tôi nhảy lùi một bước tránh tia nước đó. Tia nước rơi xuống một nơi trước mặt tôi và biến thành một vật gì nhỏ bằng một cái khuy, xoay tít như chong chóng. Đến khi vật ấy hết quay, tôi nhìn rõ thì ra là một bông hoa bốn cánh trắng như hoa lan. Rồi bỗng nhiên tôi thấy đứng ở ngoài đường một số người bị ôm liền vào phía sau một chiếc xe cam nhông to lớn. Những người này bị liền lên xe một cách tàn nhẫn quá, khiến cho có rất nhiều người trong đó bị gãy đôi, gãy đôi một cách dễ dàng như những con người làm bằng chất sành, chất sứ. Thế rồi chiếc xe cam nhông rồ máy chạy vút đi như bay, để lại cho tôi một khoảng không gian rộng lớn đầy những bụi mù đó chặt. Lúc đó tôi thức dậy, tim tôi đập thình thịch. Đau khổ trong giấc mơ còn làm cho tôi tê dại cả người. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ trên trán và cố gắng mỉm cười. Nụ cười đến trên môi tôi thật như tôi đã ước muốn. Nhưng gian phòng im lặng của tôi vẫn còn phảng phất không khí rùng rợn của giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm cả trán, cả gối, cả áo. Tôi làm một ít cử động, cố sức ngồi dậy, lấy khăn lau sạch mồ hôi và đi thay áo. Tôi không ngủ nữa. Tôi thắp một cây nến, bởi vì ánh điện sẽ sáng quá và sẽ làm tôi mệt, và ngồi làm massage cho máu trong người chảy đều. Tôi ôn lại những chi tiết của hai giấc mơ, hay là một giấc mơ, và cố tìm cách giải thích. Nhưng tôi không giải thích được. Mấy hôm sau đó, tôi đem những giấc mơ kể lại cho một số những người quen. Gọt Đông đã hùng biện giải thích bằng nhiều cách, nhưng chẳng có cách giải thích nào phù hợp với thực trạng tâm linh của tôi cả. Có thể đó là phát biểu của những lo ngại tập thể, hoặc cũng có thể
chỉ là những hình ảnh chấp nối đầu Ngô, Minh Sở trong một tình trạng thân thể còn bị đau ốm, đang chịu tác động của thuốc men, chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù sao, Nguyên Hương ơi, tôi vẫn thấy mang máng rằng những giấc mộng kia có liên hệ xa gần với những câu thơ của Lý. Nếu phong ba bão táp đến, thì tôi ước muốn được có mặt để cùng được chịu đựng với tất cả mọi người. Đừng để đến khi tôi về thì chỉ còn một khung trời đổ nát, trong đó tôi chỉ tìm được hình bóng của những người thân yêu ở trong tận đáy lòng của tôi. Nguyên Hương ơi, hồi tôi rời Medford và những khu rừng hiền lành, những chiếc hồ rộng lớn của nó, thì tôi chỉ kịp ghé Riseton có 2 ngày trước khi tôi về nữ ước lại. Cái thành phố có những chiếc nhà chọc trời ấy không thích hợp với tôi chút nào. Ở đấy thì chỉ có một cái lợi là được gần gũi những sinh hoạt văn hóa. Luôn luôn có diễn thuyết hay, có triển lãm giá trị, luôn luôn có những buổi đại hòa tấu. Nữ ước có bao nhiêu thư viện, bảo tàng viện và bát cổ viện lớn. Kỷ niệm ngày đầu tiên tới nữ ước vừa buồn cười vừa bực bội. Ngày ấy, Gordon đưa tôi từ Bristol tới nữ ước bằng chiếc xe rộng rãi của anh. Sau khi nhà cửa lo xong, chúng tôi đem đồ đạc lên rồi, tôi mới cùng Gordon đi phố để mua ít vật dụng cần thiết. Tôi nhớ là khi chúng tôi đang đi trên hè phố Amsterdam, thì có một người vào khoảng 40, ăn mặc chững chạc, chạy lại gần chúng tôi. Người ấy nói giọng bô bô, có vẻ như là đã quen thân với nhau trong xóm làng lâu ngày. Ông ta reo lên: "À, mặc cái áo gì ngộ quá vậy? Có phải cái áo thầy tu đạo Phật không?" Nguyên Hưng cũng biết là khi đi ra ngoài phố, tôi thường mặc áo nâu, chứ ít khi mặc áo sáng. Gọt Đông trả lời thay tôi: "Phải đấy thưa ông." Chúng tôi dừng lại bên hè đường nói chuyện, vẫn bô bô. Ông ta hỏi tôi từ xứ nào đến. Khi nghe nói từ Việt Nam, ông ta có vẻ ngơ ngẩn, không biết Việt Nam là xứ nào, nằm ở góc nào trong bản đồ thế giới. Thế rồi ông ta hỏi: "Thế thì đạo Phật có tin Đức Chúa Giêsu không?" Câu hỏi hướng về tôi. Tôi trả lời: "Có chứ." Ông ta ngạc nhiên hỏi: "Tại vì sao?" Tôi cũng cảm giác khó chịu, bởi vì đứa ở ngoài đường thập phục sở thị không tiện đàm luận đến những vấn đề như thế. Gọt Đông đỡ lời: "Thật đấy mà, thầy ấy nói thật đấy mà." Ông ta phân bua với tôi: "Ở đây thiên hạ bày ra điều này điều nọ và cho đó là lời của Chúa Kitô. Họ bán trời bán Phật mà ăn đấy các ông à." Rồi ông ta còn thao thao bất tuyệt về vấn đề ông ta vừa nêu ra. Để cắt đứt, tôi mới hỏi: "Thế ông theo đạo nào thưa ông?" Ông ta trang nghiêm rút quý gia ra và nói: "Tôi theo đạo này." Rồi ông loay quay mở giấy, có lẽ đưa cho chúng tôi xem một chứng minh thư hay một thẻ tín đồ của một giáo phái nào đó. Kỳ thực, ông ta chỉ rút ra một xấp giấy bạc đô la và lặp lại: "Tôi theo đạo này." Thì ra ông theo đạo tiền. Hoặc Đông cười ha hả. Tôi cười đến chảy nước mắt. Tôi chào người bạn ngộ nghĩnh vừa gặp và kéo Gọt Đông đi. Tôi nói: "Tuy vậy nhưng cũng khá khen ông ta là người chân thật, dám nói những điều mình nghĩ." Không biết Gọt Đông nghĩ gì khi tôi cho anh biết rằng người kia là người dân nữ ước đầu tiên mà tôi gặp và nói chuyện. Chúng tôi ghé vào một tiệm hấp nhuộm y phục, bởi vì tôi muốn thuê nhuộm lại mấy cái áo tràng nâu của tôi, bây giờ đã bạc màu rồi. Tiền nhuộm đắt quá khiến tôi ngần ngại. Một lát sau, ông chủ tiệm nói với tôi: "Mà ông nhuộm làm gì đã chứ? Tôi biết là trong vòng vài 3 tuần lễ ông sẽ liền những cái áo rắc rối ấy để mặc đồ tây cho mà xem. Những người ngoại quốc đến đây mới đầu thì mang quốc phục họ, nhưng sau đều mặc đồ tây cả. Tôi cũng không buồn cho ông ta biết là áo tôi đang mặc không phải là quốc phục nào cả, và tôi cũng không phải là một người mới chân ướt chân ráo tới cái xứ này." Chúng tôi nói lời cảm ơn và bỏ đi.
Buổi chiều hôm ấy, tôi rủ Gọt Đông về tiệm ăn Việt Nam ở đường Amsterdam, tiệm ăn duy nhất bán thức ăn Việt Nam ở đây. Hồi ở Rinseton, đọc báo, tôi có thấy quảng cáo về tiệm ăn này và đã ghi lại địa chỉ trong số ta. Chúng tôi đi bộ ngược lên đường 121 mới tìm ra được tiệm. Khi chúng tôi vào thì tiệm vắng người, có hai người sinh viên Việt hầu bàn, một nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Thấy chúng tôi vào, liền chạy ra mời. Chúng tôi tìm một góc để ngồi. Có lẽ cả hai đều phải xa nhà từ hồi còn bé nên không nhận được ra tôi. Người đồng hương trong chiếc áo nâu, người con gái nói tiếng Anh thật hay, hỏi tôi có phải là người Miến Điện không. Tôi cười gật đầu, Gọt Đông cũng cười. Chúng tôi gọi vài thức ăn chay, rồi hỏi chuyện hai người về lai lịch cái tiệm ăn này. Mãi đến khi từ giã, tôi mới cho hai người biết rằng tôi là người Việt. Cả hai đều mừng rỡ vì họ cũng thuộc về một gia đình Phật tử. Sau này tôi biết chính chị Lan điều khiển quán ăn. Chị nói chị cũng bận dạy học trong trường nên không có nhiều thời giờ chăm sóc quán. Cái quán ăn, chị nói, vậy mà có giá trị tương đương với cơ sở văn hóa của một tòa đại sứ. Người đến ăn phần lớn là những người trí thức. Những món ăn, những bức họa, những đĩa nhạc và nhất là những câu chuyện cùng những người hầu bàn đã giúp cho khách hiểu biết và yêu mến Việt Nam. Mà cái quán ăn ấy cũng quay thật đấy, Huy Hương. Người hầu bàn nào cũng nói được ít nhất tiếng Anh và tiếng Pháp rất thông thạo, và có thể nói từ những câu chuyện ăn uống đến những câu chuyện thời sự, chính trị, văn minh rất đứng đắn. Cậu sinh viên tôi gặp hôm ấy nói tiếng Đức rất giỏi. Đó là những gì tôi không thể quên về ngày đầu tiên tôi đến với thành phố nhộn nhịp kia. Mùa thu năm nay khi trở về, tôi đã quen thuộc với khung cảnh hơn, dù vẫn thấy rằng những ngày ở trường Medford quá ngắn. Từ đầu mùa thu, tôi được nhận làm việc tại trường đại học Columbia. Tôi dạy mỗi tuần 5 giờ. Ngoài ra còn có một số giờ phải ngồi văn phòng để tiếp sinh viên và giúp đỡ cho họ về việc sưu tầm tài liệu. Lương tôi được 350 đồng, như thế là tương đối khá giàu. Trong những người sinh viên của tôi có một cặp bạn rất thân, đó là David và Steve. Steve thích tôi lắm và đã đề nghị thuê chung một cái nhà với tôi. Tôi bằng lòng ngay. David thường đến chơi và ở lại ăn cơm với chúng tôi. Chúng tôi có những buổi tối thân mật, có lẽ êm ấm hơn cả những buổi tối gia đình. Cái chú Steve ấy, để tôi nói cho Nguyên Hương nghe, đã ăn chay trường với tôi trong suốt mùa thu qua và cả nửa mùa đông này nữa. Tôi hỏi ăn chay có yếu đi không? Chú ta bảo là không, trái lại còn thấy khỏe mạnh thêm. Từ ngày có Steve, chúng tôi tự nấu ăn lấy mỗi ngày và ngày nào cũng được hai lần ăn cơm bằng đũa. Steve cầm đũa khá vững vì đã được ở lại Nhật Bản mấy tháng mùa hè năm ngoái. Chỉ sau mấy ngày gặp Steve, tôi mến chú ta liền, cũng thân thiết như với Hưng và Tuệ vậy. Steve cao bằng tôi, tóc hơi vàng và rất mềm. Cầm anh ta hơi nhọn, mắt màu nâu, rất giàu tình cảm và tính cách nghệ sĩ. Steve rất ham triết học Đông Phương. Từ mùa thu, chú ta đã ghi tên học những lớp Đông Phương học, kể cả một lớp Hoa ngữ. Cứ nhìn thấy cậu ngồi tập viết chữ Nho cũng đã thấy thương. Không có sự vui buồn nào trong đời mà Steve là không về kể lại với tôi. Tôi hay có những nhận xét về các suy tư của Steve, và anh chàng thường ngồi chăm chú để mà nghe, đôi khi nhíu lông mày để làm nhăn một tí cái trán thông minh của nó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có hơi giận nhau. Nguyên do là gì? Steve vẫn còn quen cái thói tiếp nhận theo đạo ốc Tây Phương. Và tôi cứ nghĩ rằng tôi không diễn tả bằng cách nào hơn là bằng cái cách Đông Phương của tôi. Thôi phải, chắc Steve nhiễm cái đường lối của giáo sư Sebrun. Đi Đông nhưng ở Tây rồi. Ở Tây
thì làm chi mà có thể thực sự đi đông được hả Nguyên Hưng? Cái nhà chúng tôi thuê với giá 150 đồng bạc mỗi tháng, có một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng tắm, một cái bếp và một cái hành lang. Đó là địa chỉ của tôi bây giờ, 306 West, đường 109. Chúng tôi ở tầng thứ 5, có hai cửa sổ lớn nhìn ra đường, phải nhìn nghiêng mới thấy được một mảnh trời về phía Morningside. Những bàn ghế, giường nệm, chén bát và son chảo đều do Steve trở về, nên khi thuê nhà tôi chẳng phải lo lắng gì cả. Steve là con của một ông khoa trưởng một trường kỹ thuật nổi tiếng, dòng dõi thông minh nhưng không thích khoa học kỹ thuật. Mẹ của Steve có đến thăm một lần cách đây chừng nửa tháng và mang cho chúng tôi vô số thức ăn ngon. Chúng tôi phân chia công việc như thế này: tôi thì lãnh phần nấu ăn và rửa bát, còn Steve thì đi chợ và dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Steve phải đi học nhiều nên tôi phải ra tay làm nội trợ. Mỗi ngày tôi chỉ cần có mặt ở trường vài giờ đồng hồ, những giờ dạy và những giờ ngồi văn phòng. Từ khi thuê được nhà, tôi thường hay ở nhà làm việc. Thiếu tài liệu gì thì nhờ Steve mượn ở thư viện giúp. Tôi có cái thẻ, có thể mượn một lần hàng mấy chục cuốn sách, và mượn như thế trong nửa tháng. Ngồi ở nhà ấm áp một mình, tôi làm được nhiều việc hơn. Nấu ăn cho Steve cũng là một sự thích thú. Có thể là món gì do tôi nấu ra, Steve cũng khen ngon cả. Tôi nghĩ Steve có thể ăn chay suốt đời mà không biết chán, và tôi cũng có thể nấu cho Steve ăn hoài mà không sợ tốn công. Cố nhiên là cậu ta không biết đi chợ. Tôi phải dẫn Steve đến một tiệm bán thực phẩm Đông Phương ở gần đấy và chỉ cho cậu đi chợ trong những lần đầu. Chúng tôi mua nấm hương, tàu yểu, đậu phụ, củ cải, khổ qua, dưa cải, vân vân. Rau đậu tươi thì Steve có thể tự đi mua ở bất cứ một nhà bán thực phẩm nào khác dọc đại lộ Broadway. Chúng tôi tìm được chỗ mua gạo thật ngon và mua từng chục ký, chứ không mua từng hộp nhỏ như những gia đình khác. Thường thường những hôm đi học về sớm, Steve ghé chợ và mua hai giỏ thức ăn về chất đầy chiếc tủ lạnh lớn đặt trong nhà bếp. Cái nhà bếp của chúng tôi thật sạch sẽ và trang nhã. Steve lau chùi nhà bếp và nhà tắm gần như mỗi ngày. Bếp nấu ga cho nên rất tiện lợi. Sáng nào tôi cũng dậy sớm và sửa soạn điểm tâm cho hai người. Thường thường Steve thức khuya và chỉ dậy đủ sớm để ăn điểm tâm rồi đi học ngay. Có bữa tôi cũng đến trường cùng với Steve một lần, nhưng chỉ độ 11 giờ là tôi trở về. Tôi làm việc một lát rồi đi thổi cơm và làm thức ăn. 12 giờ 15 thì Steve về. Lần nào cũng đói mềm và chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Thức ăn bao giờ tôi cũng làm chung cho cả bữa chiều. Tôi giữ phần chiều trong tủ lạnh. Đến tối tôi chỉ cần thổi cơm và hâm lại thức ăn cho nóng thôi. Buổi chiều tôi thường không đi ra ngoài. Tôi viết lách, đọc, soạn bài, trả lời thư từ. Có việc cần tôi mới đi vào trường hoặc vào thư viện. Thỉnh thoảng David cùng về với Steve và chúng tôi ăn cơm với nhau trong phòng khách một cách im lặng, trang nghiêm. Sau những bữa như thế, tôi để cho Steve nói chuyện với David và đi rửa chén bát. Tôi rất ưa công việc này vì tôi thấy trong khi đứng rửa chén bát, tâm hồn tôi luôn luôn an tĩnh, vui vui. Có khi tôi bất chợt đang nghịch với những chiếc bóng xà phòng và hát nho nhỏ những bài hát học được hồi còn bé thơ. Nước vừa ấm thật dễ chịu. Tôi lau chùi cái bếp ga rất sạch sẽ, soạn lại đồ đạc, đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, thay áo và ra ngồi gấp chuyện với hai người trẻ tuổi. Những buổi tối như thế thật êm đềm. Steve biết tính tôi, đi tắt điện, thắp lên vài ngọn đèn nến cho mát mắt và để cho chúng tôi nghe một ít những bản nhạc êm dịu ưa thích. Nhưng lúc đó chúng tôi thường không nói chuyện nữa, chỉ ngồi yên và theo đuổi những dòng suy tư của mình.
David thường ở với Steve rất khuya. Thường thường khi nào tôi bảo về thì mới về. Có lúc hai người bạn đi với nhau suốt ngày và tôi ở nhà một mình, nấu cơm một mình, ngồi vào bàn ăn một mình. Nguyên Hương, tôi biết Steve mến tôi thật sự. Steve nghe tôi nói về tình trạng đất nước chúng ta với tất cả sự chăm chú và xót xa. Tự nhiên Steve muốn cùng về Việt Nam và nếu có thể được, cùng nuôi ước mộng tìm lại phương bối. Tôi đã nói cho Steve nghe về tình của chúng ta đối với phương bối. Tôi đã nói đến phương bối như một chút lửa hồng không bao giờ tắt trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tôi đã nói đến phương bối như chất liệu tâm linh cần thiết cho mọi ước ao, mọi xây dựng. Có thể là tôi đã quan trọng quá cái phương bối quá. Nhưng mà tại sao mắt Steve lại sáng như thế mỗi lần nó nghe tôi nói đến phương bối? Steve quyết sẽ học tiếng Việt và tôi cũng đã bắt đầu dạy cho Steve những câu đàm thoại đầu tiên. Steve rất ham học ngoại ngữ, nói tiếng Pháp còn chập chững mà đời làm thơ. Rồi trong những lúc đi chợ mua thức ăn, cứ đứng ná ở lại để tập nói tiếng Tàu với các cô bán hàng người Trung Hoa. Steve đã bập bẹ nói được tiếng Quan Thoại rồi đấy. Steve bảo nhất định phải học nói cho được tiếng Việt, bởi vì anh chàng rất thích dự tính của tôi về là một cái làng dễ thương ở miền quê, trong đó một số anh em sống thật thân ái với nhau và thật hữu ích cho mọi người. Steve dành làm tất cả những công việc khó nhọc. Biết tôi rất có thể bị cảm khi ra ngoài lạnh, nên Steve dành đi những công việc mà Steve có thể làm thay tôi được. Tội nghiệp, những hôm tôi bị cảm, Steve phải cạo gió. Và vì hai bàn tay của Steve khá mạnh, chẳng mấy chốc mà tôi đã thấy ấm áp. Nếu tôi không bớt thì Steve lại gọi điện thoại cho bác sĩ Scotsman. Steve không được sung sướng mấy khi nghĩ đến gia đình. Hè năm ngoái trong khi ở Nhật Bản, anh chàng có làm quen được với một thiếu nữ Nhật và hai người đã trao đổi thư từ thân mật từ đầu mùa thu đến nay. Người bạn gái phù tang tên là Hạnh Trí Tử, hẹn sẽ sang thăm trong mùa xuân tới và Steve cứ nhắc hoài đến dịp ấy. Nếu không bị gia đình gọi thì Steve đã có thể theo tôi về Princeton trong dịp lễ Giáng sinh này rồi. Nó đã về quê bằng máy bay hai hôm trước khi tôi rời New York. Căn nhà chúng tôi hiện giờ ở đường 109 có lẽ đang lạnh lẽo, không đèn, không đuốc, không hơi ấm. Còn tôi đang ngồi đây giữa lòng Princeton quen thuộc. Trời đã chạng vạng rồi, ngoài kia tuyết vẫn rơi. Tôi sẽ đi tìm Sophie. Chúng tôi sẽ đi làm một thức ăn gì để ăn cho thật nóng, và sau đó về Campus Center ngồi nói chuyện và nghe bản phóng sự 7:30 tối nơi chiếc máy truyền hình đặt ở góc phòng. Chương 7. Hồi trưa tôi nhận được trên 30 lá thư từ nữ ước chuyển về. Chỉ có một cái thiếp của Huệ Dương và một cái thơ của Phượng là từ Sài Gòn. Còn những thơ khác đều là thơ chúc Tết địa phương cả. Bên này, nội cái số tiền Thiên Hạ dùng để mua thiếp chúc Tết và dán tem trong dịp Giáng sinh thật đã là nhiều. Mỗi gia đình có một bản danh sách những người quen thuộc cần được gửi thiếp Giáng sinh và năm mới. Chỉ kể cái việc đi mua hàng trăm cái thiếp như thế, bỏ vào phong bì và viết địa chỉ cũng đã thấy mệt và tốn thì giờ lắm rồi. Nếu Nguyên Hưng chỉ có chừng 10 người quen thì Nguyên Hưng còn có thể có thì giờ chọn mua 10 cái thiệp chúc khác nhau, mỗi cái thích ứng với một người quen. Rồi Nguyên Hưng viết những dòng chữ thăm hỏi chúc tụng riêng cho từng người. Thế nhưng nếu ta có đến hàng trăm người, ta không thể nào làm như thế được. Cứ việc mua một thứ thiếp, bỏ phong bì, dán tem rồi gửi đi, làm như cái máy. Chỉ cần cẩn thận, đừng bỏ quên một tên nào trong bản danh sách là được. Mỗi năm bản danh sách ấy có thể thay đổi chút ít. Có thể là có một người chết, có thể là có một người bạn ăn ở tệ quá, cần phải cắt đứt liên lạc ngoại giao. Có thể là có một vài người quen thân, cần phải ghi vào trong danh sách. Nguyên Hưng, có thể Thiên Hạ tưởng như là tôi lẻ loi lắm mới phải xách khăn gói về Princeton trong cái dịp lễ Giáng sinh này. Anh chàng sắc chẳng hạn
cũng đã nghĩ như thế đấy. Nhưng thực ra tôi có lẻ loi đâu. Tôi chỉ từ chối lời mời của rất nhiều người quen thuộc mà thôi. Cả năm chỉ có được mấy tuần lễ hoàn toàn của mình, cho mình. Tội gì đem tiêu phí bằng cách sống ràng buộc trong lễ nghi giao tiếp thiền toái. Ngồi trong cái phòng này đây cũng êm ấm chán. Muốn nói chuyện với Nguyên Hưng hay bất cứ người nào, tôi cũng có thể nói chuyện được mà. Mình còn phong lưu lắm. Bây giờ đây còn có những người không có nhà, không có lò lửa, không đón năm mới. Và trên mảnh đất quê hương ta, chiến tranh đang càng lúc càng trở nên khốc liệt. Người dân sống trong tình trạng trên đe dưới búa. Chúng mình mất mát thật nhiều rồi. Quê hương chia cắt, đất nước lâm vào cảnh khói lửa. Chúng ta còn một chút phương bối, nhưng phương bối cũng đã chìm trong sương mù rồi. Tuy nhiên chúng ta còn có nhau, chưa đến nỗi lẻ loi cô đơn. Nhưng chúng ta muốn đứng về phía những người lẻ loi cô đơn. Tôi muốn người ta thỉnh thoảng nghĩ tới những kẻ khổ đau. Nghĩ tới mà thôi, chứ không nên thương hại. Những người khổ đau không muốn thương hại. Họ muốn có một thứ tình thương chân thực và đầm ấm. Bên này trong dịp Giáng sinh có nhiều tổ chức quyên tặng cho người nghèo. Tôi không thích người ta gửi quà cho cô nhi quả phụ và những người bần cùng, mà có bao giờ thấy những cô nhi quả phụ và những người bần cùng. Có thấy họ, anh mới biết thế nào là khổ đau. Có biết khổ đau, anh mới biết thương yêu. Tiền bạc và tặng phẩm nhận được trong dịp này là hàng chục triệu, nhưng đó chỉ là kết quả của lòng trắc ẩn, chưa phải là tình thương yêu. Tết này có một tổ chức chuyên môn xin giày cho trẻ nghèo. Người ta xin được hàng triệu đôi giày trẻ con rồi. Và trong số những người tặng 5 đồng bạc thay vì một đôi giày trẻ con, hẳn có rất ít người tưởng tượng được hình dáng đứa trẻ sẽ có hân hạnh nhận được đôi giày, và có lẽ hình dáng của đôi giày nữa. Năm ngoái cũng vào ngày này, tôi đi chợ mua thức ăn cùng với Kenny Kira, một thanh niên Nhật Bản. Buổi chợ chiều 24 tháng Chạp có khác, ai cũng có vẻ vội vã. Ai cũng muốn cho công việc mua bán mau xong để về nhà chuẩn bị lễ Giáng sinh. Chúng tôi phải mua thức ăn cho một tuần lễ, vì từ 25 tới đầu năm sẽ không có chợ. Hình bóng của những người con trai ngoại quốc đi chợ mua thức ăn cuối năm có lẽ làm cho một vài người động lòng trắc ẩn. Có một bà ân cần hỏi chúng tôi xem chúng tôi có cần bà giúp gì không. Chúng tôi nhã nhặn cảm ơn và chúc bà Merry Christmas. Cô thu ngân viên gói hàng cho chúng tôi rất sốt sắng, nhìn chúng tôi với đôi mắt ái ngại và chúc Merry Christmas một cách cảm động. Họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cô đơn lắm, buồn bã lắm và nhớ nhà lắm trong dịp lễ Giáng sinh này. Thật ra thì trong hai chúng tôi không có ai theo đạo Cơ Đốc cả, cho nên chúng tôi chưa bao giờ có được cái nao nức của buổi chiều Giáng sinh. Mà không có cái nao nức ấy thì làm gì có được cái cảm giác cô đơn lẻ loi trong đêm Giáng sinh. Nguyên Hưng cứ nghĩ lại thì biết, ở Sài Gòn mỗi năm nhờ sự nhắc nhở của các cành thông, các hiệp chúc, các thứ dây kim tuyến vân vân mà chúng ta biết lễ Giáng sinh đến. Chính ở phương bối chúng ta cũng ăn lễ Giáng sinh, cũng thức đêm, cũng có một cây Giáng sinh thật đẹp trong nhà. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể chia sẻ được cái nao nức thực sự của những người bạn theo Cơ Đốc giáo. Có lẽ tại vì chúng ta chỉ biết tôn kính Đức Kitô như một nhà đại văn hóa, chứ không như một vị giáo chủ. Mà chắc đối với Đức Phật cũng vậy. Chúng ta ít khi nhìn Ngài qua sự quyền diệu mầu nhiệm của tôn giáo. Chúng ta có khuynh hướng tôn kính người như một bậc thầy, một nhà văn hóa, mà không thờ phụng người một cách say mê như người ta thờ phụng thần tượng. Nói nao nức thì có lẽ ngày 30 Tết cho chúng ta nhiều nao nức hơn. Vậy mà Nguyên Hưng ơi, vào khoảng 6 giờ chiều ngày ấy, chúng tôi bỗng thấy Frauhon quá vắng. Trời lạnh, nhưng chúng tôi cũng cứ rủ nhau đi ra phố. Lúc đó trời không có tuyết. Chúng tôi đi trên những con đường vắng teo, những con đường phố đầy giấy rác của buổi chiều 24. Những con đường này suốt năm
không có khi nào đầy giấy rác như vậy. Cửa nhà nào cũng đóng, cửa tiệm nào cũng đóng, quả đúng hệt là không khí 30 Tết bên nhà. Bỗng dưng chúng tôi thấy buồn, cái nỗi buồn của những người tha hương khi Tết đến. Ở đây đêm Giáng sinh đúng là một đêm có giá trị tương đương với đêm giao thừa ở quê nhà. Chúng tôi bỏ dở cuộc dạo chơi và trở về Campus Center uống trà, nói chuyện và xem TV. Cái hoàn cảnh xung quanh quả có thể ảnh hưởng đến tâm lý ta một cách lớn lao, phải không Nguyên Hương? Những cái vui buồn thương ghét của chúng ta bị hoàn cảnh quy định một cách đáng kể. Rốt cuộc, chúng ta thường dâng theo mệnh lệnh của hoàn cảnh, của dư luận, mà ít khi thấy rõ được những ước muốn chân thực của con người chúng ta. Để rồi chúng ta phải trở thành một mẫu người khác, một mẫu người xa lạ với chính chúng ta, một mẫu người mà xã hội muốn chúng ta trở thành. Nguyên Hương, chúng ta thuộc về hạng người muốn chống lại sự đồng hóa tập thể đó. Chúng ta trỗi dậy, dùng dãy, đập phá để khỏi chui đầu vào những khuôn đúc của xã hội. Và cố nhiên là chúng ta gặp sức phản ứng dữ dội. Nhiều lúc tôi thấy tôi lâm vào một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Đó là những lúc tôi phải đối diện với chính tôi trong một cuộc vật lộn dữ dội giữa hai cái tôi không đồng nhau. Xã hội tạo cho ta một cái tôi xa lạ, mà chính trong những lúc ấy ta mới nhận được ra nó là xa lạ. Còn thường ngày ta vẫn cứ tưởng nó là cái tôi đích thực. Sự chạm trán giữa hai cái tôi ít khi đưa đến một cuộc hòa giải. Nó tạo tâm hồn của chúng ta thành một bãi chiến, và chính ngũ quẩn của tôi bị tàn hại tan hoang như mặt đất sau cơn phong vũ điên cuồng. Cây cối ngã nghiêng, cành lá xác xơ, nhà cửa tan nát. Những lúc ấy quả tình là cô đơn lắm Nguyên Hương. Nhưng mà mỗi lần vượt qua được một cơn giông tố như thế, tôi thấy tôi lớn hơn lên. Có thể một ngày nào đó tôi không vượt nổi nó và tôi sẽ ngã quỵ. Nhưng bây giờ tôi thấy rõ ràng rằng nếu tôi chưa trải qua những cơn bão tố như thế thì tôi không phải và không thể là tôi bây giờ. Tuy vậy, không phải là tôi không sợ những cơn giông bão. Nghĩ đến chúng, tôi còn muốn rơi nước mắt. Mỗi lần chúng đến là một lần tôi bị cuốn vào một trận chiến ác liệt, đến nỗi thế giới bên ngoài không thể giúp tôi được một chút gì. Mỗi lần chúng đến, chúng tàn hại tôi, tiêu diệt tôi. Nhưng cũng có thể nói rằng mỗi lần chúng đến là chúng cứu được tôi. Ít khi chúng ta nghe được bước chân chúng. Chúng xuất hiện một cách đột ngột, nhưng chúng đã đến từng bước một trên những đôi hài bằng nhung. Dòng nhận thức và tư duy của tôi, chính dòng nhận thức và tư duy của tôi đã mang chúng đến từ từ. Đến một buổi sáng nào đó, cơn bão tố xuất hiện đột ngột với tất cả mãnh lực của nó. Trong mùa thu vừa qua, tôi cũng có trải qua một cơn khủng hoảng nội tâm như thế, Nguyên Hương. Đó là vào ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch. Sự việc xảy đến một cách đơn giản, và giông bão ban đầu tưởng như chỉ là một cái ráng trời. 5-6 giờ đồng hồ sau khi sự việc xảy ra, tôi vẫn chưa thấy gì rõ rệt. Chỉ thấy bản thể của tôi hình như bốc khói bay đi mất. Và ở chỗ thay vì có tôi, chỉ còn có một đám mây mù loang loãng ở lại. Tôi thấy rằng từ lâu tôi tưởng tôi là một cái gì khó thiệt, nhưng bây giờ thì tôi thấy tôi không là một cái gì hết. Cố nhiên đó không phải là một suy tưởng triết học, cũng không phải là một trạng thái chứng ngộ của thiền định. Đó chỉ là một cảm tưởng tầm thường. Cảm tưởng ấy là cái hình dáng và bản chất mà tôi tưởng là tôi, mà Nguyên Hương tưởng là tôi, vốn là một điều được bịa đặt ra. Thực chất của tôi hư vô hơn thế nhiều, mà cũng hiện thực hơn thế nhiều. Nó xấu xí hơn thế nhiều, mà cũng đẹp đẽ hơn thế nhiều. Nó vừa không lại vừa có. Cảm giác bắt đầu từ lúc gần 11 giờ khuya tối hôm mùng 1, lúc tôi đang lục soạn ở lầu thứ 11 của thư viện Butler. Nguyên Hương biết rằng đúng 11 giờ khuya thì thư viện đóng cửa.
Lúc đó chỉ còn chừng 10 hoặc 15 phút nữa thì tôi phải ra khỏi thư viện rồi. Tôi rút ra một cuốn sách. Cuốn sách mang một cái tên có dính líu đến đề tài khảo cứu của tôi. Một cuốn sách lớn và nặng. Cuốn sách xuất bản năm 1892. Và năm 1892 cũng là năm sách được đóng dấu đưa vào thư viện. Ở bìa sau tôi đọc bản ghi ngày tháng của người mượn sách. Lần mượn thứ nhất 1915, lần mượn thứ hai 1932, và tôi là người mượn lần thứ ba. Nguyên Hưng nghe rõ chưa? Tôi sẽ mượn vào ngày 1 tháng 10 1962. Cuốn sách nằm 70 năm trên giá sách ở từng lầu thứ 11 của thư viện, đã qua tay hai người đọc. Thư viện được tổ chức theo kiểu tắc, và vì vậy ta có thể tới tận nơi để rút sách ra xem trước khi quyết định là có nên mượn về hay không. Vậy thì trong khoảng thời gian 70 năm đã có hai người đứng chỗ tôi đang đứng, rút cuốn sách tôi vừa rút, và có ý định như ý định của tôi là mượn cuốn sách đem về. Bỗng nhiên lúc ấy tôi ao ước được gặp hai người kia quá. Tôi sẽ ôm lấy họ, không biết để làm chi, nhưng phải ôm lấy. Họ đi mất rồi, cũng như hôm nay tôi là họ, và mai tôi sẽ đi. Hai điểm nhất định A và B trên một đường thẳng không bao giờ gặp nhau, nhưng vẫn ở trên một đường thẳng. Bởi vì nếu gặp nhau thì không thể được gọi là A và B nữa, sẽ ngỡ ngàng nhìn nhau và sẽ tự giới thiệu với nhau như bất cứ những người xa lạ nào khác. Tôi đang đứng đây, gặp họ trong không gian, nhưng không gặp họ trong thời gian. Ôm cuốn sách trong tay, tôi lặng đi một hồi lâu, có lẽ đến 3-4 phút. Rồi bỗng nhớ lại lời bạn tôi, Sebu, nói với tôi hôm trước, trong lúc bàn về vấn đề khảo cứu tư tưởng Phật học Việt Nam. Tôi nhớ Anton có nói rằng tôi đang còn trẻ. Lúc ấy tôi không tin Anton. Tôi mà còn trẻ à? Tôi cứ tưởng là mình đã sống lâu quá, đã sống nhiều quá rồi. Mấy chục tuổi thì được gọi là trẻ. Bây giờ giật mình ngó lại thì mình không hẳn là trẻ, không hẳn là già, cũng không phải là linh chừng. Mình chỉ là một cái gì không thực là có, không thực là không. Có những lúc tôi trẻ con quá, Nguyên Hưng cũng biết đấy, và vẫn tinh nghịch, vẫn đùa cợt, vẫn chơi trò đố tìm với cuộc sống một cách thành thực say mê. Vẫn biết giận dỗi, vẫn thích được khen ngợi, vẫn sẵn sàng khóc cười. Nhưng ở dưới đáy những cái đó còn có cái gì nữa nhỉ? Có hay không? Nếu có, sao ta lôi nó lên không được? Nếu không, sao ta cứ đinh ninh rằng có? Rồi trong khi ôm lấy cuốn sách 1892, tôi thấy lóe lên vài tia hào quang của trực giác. Thì ra tôi không có lý tưởng nào cả, không có hoài vọng nào cả, không có lập trường nào cả, không có chủ trương gì cả, không có hứa hẹn chi với ai cả, không tự công nhận mình là một thực thể giữa những thực thể. Quyết nhiên không phải môi trường sinh hoạt của nhân loại nói chung đã tạo nên cái thấy đó. Quyết nhiên không phải vì chán nản, vì lo sợ, vì ước muốn, vì say mê mà có cái thấy đó. Cái thấy đó hồn nhiên tĩnh mạc mà xuất hiện, lấy gậy đập vào tôi, lấy đá ném vào tôi, lấy súng bắn vào tôi, lấy lửa đốt cháy tôi đi. Nguyên Hưng sẽ thấy tan biến cái hình dáng, cái ý niệm về con người tôi mà cả tôi, cả Nguyên Hưng đã từng tạo dựng nên, đã từng tưởng là có thực. Để rồi sẽ hiển hiện cái gì có thực mờ ảo như mây khói, như hư vô, nhưng sẽ không phải là mây khói, là hư vô. Không xấu xí, không đẹp đẽ, nhưng vẫn có xấu có đẹp, như hình bóng trên màn bạc. Lúc ấy, Nguyên Hưng ơi, tôi thấy tôi trở về. Áo của tôi, giày của tôi, ngọn đuốc của tôi mất hết. Tôi chỉ còn là một con châu chấu vô tư nằm trên lá cỏ. Đúng là một con châu chấu. Nó không nhớ lại tiền thân. Tiền thân của nó biết thế nào là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tiền thân của nó biết thế nào là tăng, giảm, cấu tình, sinh diệt. Nó nằm trên lá cỏ,
không phải để xa lánh, để phản đối, để chê bai. Trẻ con thích những con chuồn chuồn có cánh đỏ và mình đỏ như những trái ớt. Nó màu xanh, lẫn trong cây cỏ, ít đứa nào thấy. Nó không trốn, nhưng mà nó không gọi. Nó không biết triết học là gì, và nhất là lý tưởng là gì. Nó cảm ơn bài học của cuộc đời. Nguyên Hương ơi, em sẽ chạy hấp tấp qua đồng cỏ để đón đứa trẻ con năm xưa trở về. Và khi không trông thấy tôi, Nguyên Hương sẽ trở lại. Trong lúc tâm hồn em tràn đầy thất vọng, em sẽ may mắn tìm thấy nó trên một lá cỏ. Nguyên Hương ơi, những ngày ấy Stever đi Boston và tôi ở nhà một mình. Cửa sổ phòng tôi để mở rộng suốt ngày đêm như một lời cầu nguyện. Chuyện xảy ra cho tôi không phải là một chuyện vui, nhưng không phải là một chuyện buồn. Có những vấn đề của sự sống mà ta không thể xem là vấn đề có thể nghiên cứu và suy tư. Ta phải sống, phải chết với chúng, phải giao chiến, phải đồng nhất với chúng. Chúng không thuộc riêng phạm vi của trí tuệ, chúng có gốc rễ ở cả phạm vi của tình cảm và ý chí nữa. Chúng khua đồng tiềm thức và bản thể. Chúng thống trị tim ốc xương tủy máu huyết của con người. Nó là một quỷ thể, rồi nó trở nên quỷ thể của quỷ thể. Còn tôi thì thành một bãi chiến trường. Ra khỏi cơn bão tố thì mới biết còn hay mất. Còn hay mất đây không phải chỉ cho sinh mệnh. Còn hay mất đây chỉ cho một cái gì quan trọng hơn sinh mệnh. Đó là cái ta. Cái ta trước giờ bão tố. Lúc đó tôi cảm thấy tôi rất cần những người thương yêu. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu có mặt họ trong những lúc đó thì tôi lại càng cô đơn hơn, càng khổ đau hơn. Có lẽ tôi phải đánh đuổi họ, hoặc là tôi trốn chạy họ. Nghĩa là tôi phải đánh đuổi tôi. Nguyên Hưng, khi bão tố đã gây sông tan nát, khi những lớp vôi hồ rã xuống thì quang cảnh cũ cũng vừa tan. Trong quang vắng có một vài tia nắng xuất hiện từ chân trời xa rồi tới. Những tia nắng đó đã không sưởi ấm được cảnh tượng chút nào, mà còn làm tăng thêm tính chất cô đơn và hoang tàn của mặt đất. Tôi xuất hiện trầm lặng, mình mang đầy thương tích và rất cô đơn. Một thứ cô đơn tuy có sức mạnh nhưng vẫn là cô đơn. Trong hình thể mới, tôi biết Nguyên Hưng không nhìn ra được tôi, và những người tôi nghĩ là thân yêu cũng không nhìn ra được tôi. Mọi người muốn tôi nguyên vẹn như chú bé ngày xưa. Làm sao mà có thể như thế được, Nguyên Hưng? Làm sao tôi có thể vừa sống vừa không sống như thế được? Sống nghĩa là phải chết. Chết trong từng giây từng phút, chết trong những cơn bão tố, để làm điều kiện cho sự sống phát sinh mãi mãi hoài hoài. Nguyên Hưng hãy xua đuổi tôi đi. Mọi người hãy xua đuổi tôi đi. Tôi không thể vừa sống cuộc sống của con người, vừa là một đối tượng bất biến cho sự thương yêu, cho sự ghét bỏ, cho sự nhàm chán, hoặc cho sự chiêm ngưỡng. Tôi phải lớn, và vì vậy, những chiếc áo mẹ tôi may cho tôi ngày trước đã phải rách ở những đường chỉ. Tôi có thể cất kỹ vào rương kỷ niệm những chiếc áo còn thơm mùi trẻ thơ và phản phất tình thương của mẹ. Nhưng tôi phải có áo khác để mặc cho vừa kích thước. Áo của tôi muốn tôi được tự may lấy. Tôi không tìm ra được thứ áo mà xã hội may sẵn. Chiếc áo tôi, trước mắt xã hội, sẽ có vẻ kỳ dị, sẽ không được chấp nhận. Tôi biết điều đó. Mà đây không phải chỉ là vấn đề một chiếc áo. Đây là vấn đề của cả con người của tôi. Tôi từ chối tất cả những thứ thước đo người ta bắt buộc chúng ta phải dùng. Tôi nghĩ rằng tôi có một thước đo riêng của tôi, do tôi tìm ra. Và như vậy là tôi phải khai chiến với thiên hạ rồi, phải không Nguyên Hương? Tôi khai chiến với xã hội, tôi khai chiến với tất cả những ai xâm phạm nhận thức độc lập của tôi. Nhưng mà còn Nguyên Hương, còn những người thân yêu thì sao? Tôi bắt buộc phải khai chiến với em, với tất cả mọi người. Bởi vì tôi không thể không là tôi. Bởi vì tôi không thể lại chui vào trong cái vỏ cứng mà tôi vừa phá vỡ để thoát ra. Đó là nguyên do của sự cô đơn.
Tôi biết tôi có thể dùng cái vốn liếng tình cảm cũ để ép, để đưa Nguyên Hưng cùng đi với tôi trong một chuyến du hành không gian. Chuyến du hành mà đôi khi chính tôi cũng cảm thấy chóng mặt. Nhưng không gian thì quá hoang vắng, và tốc độ thì không thể nào lường trước được. Liệu Nguyên Hưng có thể ngồi lâu một bên tôi được không? Hay là lại choáng váng, lại sinh lòng oán hận, thù ghét tôi? Lại ép tôi phải trở về ngay trên mặt trái đất, nghĩa là trên mặt phẳng của những ước lệ, những bản giá trị cố hữu giả tạo. Như thế có lợi chi cho cả hai bên, cả Nguyên Hưng, cả tôi hay không? Cho nên tôi muốn đốt cháy cái túp lều hiện giờ đang làm chỗ trú ngụ của Nguyên Hưng. Tôi muốn gây xúc động, gây hoang mang, gây hỗn độn cho Nguyên Hưng, có thể đập vỡ được cái vỏ cứng đã từng giam hãm mình, bẻ gãy những xiềng xích đã từng ràng buộc mình, và phá tan những thần tượng đã từng chế ngự mình, để vươn lên và để nhận thấy rằng mình không thể còn đau khổ, còn sung sướng vì những cái bé nhỏ, để sống như những người tự do, không chấp nhận một luật lệ nào hết của sự sống, không vi phạm một luật lệ nào hết của sự sống. Có lẽ giây phút huy hoàng nhất là giây phút mà tôi được chứng kiến sự trở về của Nguyên Hưng. Tôi ưa gọi đó là một sự trở về. Sẽ đẹp đẽ với cái giây phút Nguyên Hưng vừa thoát ra khỏi trạng thái hỗn độn nhiệm màu gây nên cho Nguyên Hưng bởi sự tiêu hủy của túp lều trú ẩn cuối cùng. Tôi hình dung được hình bóng của Nguyên Hưng vừa thoát ra khỏi chiếc vỏ cứng ngàn đời, đứng quay hùng trong ánh sáng rực rỡ của túp lều đang bốc cháy ngùn ngụt. Giờ phút ấy là giờ phút mà Nguyên Hưng mất hết, nhưng cũng là giờ phút mà Nguyên Hưng bắt đầu có hết. Và chỉ bắt đầu từ giờ phút đó tôi mới thực sự có Nguyên Hưng. Trong những ngày quằn quại khổ đau, tôi không hề nói năng. Tôi chỉ có thể làm những công việc tay chân. Có lẽ Steve nhận thấy rằng có một cái gì rất khác thường đang xảy ra cho tôi, nên từ hôm ở Boston về, Steve nói năng và cử động rất dè dặt. Nghĩ đến lúc ấy, tôi mới thấy thương Steve. Nó không khơi chuyện với tôi và chỉ nói rất vắn tắt những điều cần nói. Đôi khi tôi biết Steve ngồi yên lặng nhìn tôi hàng 5-10 phút bằng cặp mắt lặng lẽ và đượm chút ít lo lắng. Steve rút vào buồng ngủ và để tôi ngồi một mình trong phòng. Thái độ của người con trai trẻ tuổi ấy thật đầy hiểu biết. Một buổi sáng chủ nhật, tôi rủ Steve ra công viên bờ sông. Hai chúng tôi ngồi chơi trên thảm cỏ cho đến hơn 1 giờ trưa mới về. Chúng tôi chẳng nói chuyện gì cho nhau nghe cả. Khi về đến nhà, Steve hỏi rất nhỏ nhẹ: "Thầy có mệt không?" Tôi trả lời không và cảm ơn Steve. Tuổi trẻ là tuổi đi tìm chân lý. Ngày xưa tôi viết trong nhật ký: dù sự thật có thiêu hủy anh cũng phải bám víu vào sự thật. Như thế là tôi cũng đã biết rất sớm rằng tìm thấy sự thật không phải là tìm thấy hạnh phúc. Anh ao ước trông thấy nó, nhưng hãy trông thấy nó rồi là anh không thể không khổ đau. Thà rằng anh không trông thấy gì hết, thà rằng anh chịu sự điều khiển của một người độc đoán hay một đám người khác. Mỗi người đều tự xét mình và xét đoán kẻ khác bằng những nhận thức và những tiêu chuẩn vốn không phải là của mình. Đó chỉ là những gì tạo ra do ước lệ, do truyền thống. Đó là những thước đo mà con người mường ở dư luận, ở quan điểm những người chung quanh, ở trật tự hiện thời của xã hội mà mọi người đang phải chấp nhận. Nguyên Hưng cho cái này là xấu, cái kia là tốt, cái này là thiện, cái kia là bất thiện, cái này là chân, cái kia là ngụy. Nhưng mà những tiêu chuẩn để đoán định ấy vốn không phải là của Nguyên Hưng. Nguyên Hưng đi mượn thước để đo. Những cái thước đi mượn không bao giờ có thể gọi là chân lý cả. Chân lý không thể đi mượn, chân lý chỉ có thể thực chứng. Chân lý là trái của thực nghiệm tâm linh, của khổ đau, của sự xúc tiếp giữa tâm linh với thực tại. Thực tại hôm nay cũng như thực tại muôn đời. May mắn lắm, hoặc rủi ro lắm, con người mới bắt gặp được nó. Và nó của người này không phải là nó của người khác. Nó của hôm nay không phải là nó của hôm qua. Nếu Nguyên Hưng khám phá được một cái gì
mà Nguyên Hưng biết là sự thực của hôm nay do tâm linh của Nguyên Hưng ấn chứng, thì Nguyên Hưng sẽ thấy mọi giá trị cũ đảo lộn, và Nguyên Hưng sẽ có một lối nhìn mới. Nó khiến cho Nguyên Hưng diệt thoát những ước lệ, những thành kiến, những cố chấp, những tiêu chuẩn và những trật tự. Có những khuôn vàng thước ngọc ngày xưa nay đã được nhận thức như đã mang tính cách phong kiến. Khi Nguyên Hưng đã đạt tới một tiêu chuẩn nhận thức chân xác về thực tại rồi, thì Nguyên Hưng không thể còn giả dối và chấp nhận những gì đã trở thành sai lạc trước mắt Nguyên Hưng. Nguyên Hưng sẽ hành động theo nhận thức mình, và như thế chỉ biết tuân theo quy luật của sự sống do nội tâm Nguyên Hưng ấn chứng, mà từ bỏ tất cả mọi quy luật của xã hội hiện tại. Xã hội sẽ trả thù Nguyên Hưng một cách đích đáng, vì Nguyên Hưng đã dám cải lại trật tự của nó. Lịch sử nhân loại đã chứng kiến những cuộc trả thù ấy. Bao nhiêu thảm kịch đã xảy ra, thầm lặng, bi thiết. Lịch sử nói, bi sẽ chết như bi cải lại. Vậy mà bao nhiêu người dám, tuy nhận thức sự yếu đuối của mình, cải lại bóng tối. Bất cứ ai lỡ trông thấy sự thực, lỡ chia sẻ nhận thức về sự thực với những bậc vĩ nhân, thì dù ít dù nhiều phải chịu chung số phận của họ, chịu chung số phận mà không chịu chung danh vọng. Nguyên Hưng, tôi đã nói rằng những tia nắng đầu rọi trên cảnh tượng tan nát sau cơn bão tố, dù có chứng nhận được cho một cuộc thoát hình, vẫn chỉ làm cho cảnh tượng thêm nét cô đơn hoang vắng. Tôi có cảm tưởng là mình đang mang những đau xót của một bà mẹ khi chưa sanh con mà đã biết trước rằng con mình sẽ bị lên án tử hình. Bà mẹ tương lai kia sống trong thao thức, đau khổ, không hề có được một chút an ủi, một chút tự hào, một chút hy vọng. Biết là mình đang có một đứa con, biết là mình không nên có đứa con đó thì hơn, mà vẫn phải buồn lòng mang nặng đẻ đau, để rồi bi thảm chứng kiến sự tàn diệt của nó và của chính lòng mình, của chính mình. Nhưng định nghiệp đã rõ ràng như vậy rồi, biết trước cả rồi, sao lại không sinh một đứa con mũm mĩm, dễ thương và hiền lành như mọi bà mẹ khác, để mà hy vọng, để mà tự hào, để mà sung sướng, để mà tiếp nhận lời khen ngợi của mọi người. Nhưng mà không lẽ chúng ta không đứng dậy? Không lẽ chúng ta để cho rêu phủ chúng ta như phủ một ngôi tháp cổ? Không lẽ chúng ta bơi theo một cái bản ngã giả tạo không phải là ta? Gần đây tôi viết cho Nguyên Hưng một lá thư. Trong ấy tôi kể câu chuyện một thiếu nữ nghèo ước mơ được sống trong nhung lụa. Tên nàng là Minh. Nàng gặp một thương gia trẻ tuổi rất giàu có cưới nàng. Như thế là mộng của nàng thành tựu. Mộng của nàng như tôi đã nói chỉ là được sống trong ngọc vàng nhung lụa. Cho nên nàng về với chàng thương gia trẻ tuổi không phải vì tình yêu. Còn người thương gia cũng nói rằng chàng cưới nàng là vì nàng rất giống với người vợ trước của chàng tên là Nguyệt, cũng không vì tình yêu. Nàng không nề hà điều đó. Nàng sống cuộc đời giàu có và chỉ cần chiều chàng một điều, đó là nghe lời chàng để tập cho mọi ngôn ngữ, mọi cử chỉ giống hệt như Nguyệt, người vợ trước. Đòi hỏi đó ban đầu thì không khó chịu lắm, nhưng càng ngày càng trở thành một thứ gông cùm, một thứ quyền lực thống trị nàng. Nàng là Minh, nhưng nàng phải bắt chước cho giống Nguyệt. Có những màu áo mà Nguyệt ưa, đọc những báo mà Nguyệt đọc, nói những lời mà Nguyệt nói, ăn những món ăn mà Nguyệt ăn. Nàng không được là Minh mà phải là Nguyệt. Đó là tất cả bi kịch. Nàng cảm thấy khổ đau vì nhân cách nàng chỉ là một cái móc áo, trên đó chàng móc cái nhân cách Nguyệt. Nhưng nàng không thể và không có can đảm khước từ cuộc sống giàu có, bởi vì nàng đã làm quen với nó, đã bị nó phong tỏa rồi. Nghe đến đây chắc ai cũng ước mong rằng nàng có đủ can đảm để từ bỏ chàng thương gia, về sống lại cuộc đời giản dị của một người thôn nữ và khôi phục lại bản ngã đích thực của mình. Đứng vào địa vị nàng, ta sẽ nhất định từ bỏ nếp sống nhục nhã kia. Ai cũng nói thế. Nhưng chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc, những người đứng ngoài, những người xem kịch. Vì thế cho nên chúng ta có vẻ sáng suốt, tỉnh táo. Giá chúng ta là nàng thực,
thì chúng ta mới thực sự cảm thấy lúng túng. Mà Nguyên Hương ơi, ai trong chúng ta mà lại không là nặng? Tất cả chúng ta đều đang phải tuân theo mệnh lệnh ác nghiệt của guồng máy xã hội hiện tại. Ta đang cúi đầu vâng lời, và chúng ta phải ăn, nói, suy nghĩ, hành động theo những mẫu mực mà xã hội đã thiết lập và muốn chúng ta phải tuân phục. Chúng ta không được tự do là chúng ta, cũng như Minh không được là Minh. Để rồi chúng ta, tất cả chúng ta đều được xã hội chế biến và khuôn đúc thành những quá phẩm giống nhau, quá phẩm mà không còn là nhân phẩm. Guồng máy đưa tới một cái collective resemblance, mà cái nhìn vào chúng ta thấy nhân tính và cá tính con người bị đe dọa trầm trọng. Chúng ta cúi đầu đi theo, tại vì chúng ta không có can đảm chống trả lại, không có can đảm từ bỏ. Cũng như Minh, chúng ta có hơn gì nàng đâu, tại vì chúng ta đã làm quen với cuộc sống xã hội đầy tiện nghi này rồi, và chúng ta đã bị nó khống chế mất rồi. Nguyên Hưng có biết câu chuyện đi đến đâu không? Một bữa kia, mình khám phá ra rằng Nguyệt, người vợ trước của chàng thương gia, vốn là một kẻ ngoại tình. Mình mong lấy chứng cứ đó để làm cho chàng thương gia tỉnh mộng, nhưng không. Chàng bảo vì Nguyệt ngoại tình nên Nguyệt đã bị chính tay chàng giết, nhưng giết xong vẫn chưa hả giận. Thế mình giống Nguyệt, chàng cưới nàng về, làm cho nàng giống Nguyệt thêm, làm cho nàng thành Nguyệt, để được giết Nguyệt một lần nữa. Và chàng xông lại để giết Nguyệt. Nguyệt dùng dãy tuyệt vọng. Tôi không dám kết luận là Nguyệt có chết hay không, và vì không khép câu chuyện lại được. Mà dù Nguyệt không chết thì Nguyệt cũng ngắt quãng rồi, như con người của xã hội chúng ta đang ngắt quãng. Tôi mong ước một sự dùng dậy của con người, chờ đợi một sự dùng dậy của con người phải kịp thời, đừng chậm chạp quá như Minh, để đến giờ phút chót mới chịu dùng dậy. Nguyên Hưng, một buổi sáng tôi thấy trời hé nắng, tôi nhận được một cái thiệp chúc sinh nhật từ nhà gửi qua. Hôm đó quả đúng là ngày sinh nhật của tôi, mà cũng là ngày tôi được tái sinh một lần nữa, không biết là lần thứ mấy. Trong một lá thư, Tuệ chép cho tôi ba câu thơ của Trụ Vũ. Tôi đi giữa sa mạc hiu quạnh, một con gấu bỗng đến vồ tôi. Nhưng tôi ngó thẳng vào mặt nó. Phải, tôi đã ngó thẳng vào mặt nó và đã thấy được mặt mũi nó rồi. Tôi như một người vừa được giáp mặt tử thần. Tôi như một người ốm nặng vừa mới bình phục. Tôi mặc áo xuống đường và lững thững trên hè phố, thèm khát ánh nắng buổi mai sau một chuỗi ngày u ám, gió bão dịu dần.